đây. Nếu là em làm đấy. Làm đây nhá. Nếu là em làm đấy. Anh để nước ngay trên đó. Đúng rồi. Đây. Cắt đi chủ trước anh để ngọn ra đây rồi. À, vỏ này. Ừ, đi tay đi đẹp. Để ngọn ra đây. Ừ. Kinh nhỉ. Đẹp luôn mà. Kinh nhỉ. Trước con này là con bản phong. Ừ. Siêu. Anh em về đây, em về có tí việc. Cái này không khéo anh Nam ở trong kia anh lại thích nên đấy nhỉ. Cái này cắt con này đi làm với bọn đỉnh đây đẹp. Vâng. Cái này cũng có khi lại đúng đồ của anh Nam ấy rồi. Nhé. Yeah. Cắt xong lại được cây đẹp đẹp nhỏ đấy. Dạ. Quý cô bác anh chị yêu cây cả nước nhá. Chợ cây Vạn Phúc đây hôm nay lại có thêm những cái quất chùm cỡ lớn hơn rồi. Bày ra đây rồi. Nhưng mà thôi, kệ nó đi. Để thăm anh Trương cái. Ôi giời ơi. Lâu lắm mới gặp thần tài. Nghe. Tưởng đã bỏ chợ rồi anh. À. Sáng mở hàng chưa anh? Chưa. Hàng hóa nghe nét. Nét căng ấy nhỉ. À, anh cứ giải quyết đi, tí nữa em uống. Si. Đẹp quá nhỉ. Càng đét nhỉ. Cây nào cũng dễ nhìn quá nhỉ. Càng đét thì càng nhiều đồ. Đấy. Bật lá anh em rất là dễ nhìn. Cây này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Con này là 18 triệu. À, cạnh tranh quá nhỉ. Giá rất cạnh tranh nhé. Si đây. Thêm một con si nữa. Đấy, rất nhiều si. Vâng. Cây này bao nhiêu anh? Nhìn hay quá. 16. Chậu lá lật cũng chắc là cũng cũ đây. Cổ. Chậu mới nhưng mà tôi nhìn rất là phê đấy. Lá lật. Điền đây. Lâu lắm rồi nhỉ? Vâng, lâu quá. Vừa rồi có việc hay là kinh doanh mảng khác thế anh? Vâng. Đấy, rất đẹp. Đây có phải là lão không nhỉ? Đúng rồi, con lão mai. Lão mai này. Lão mai này hơi bị nhiều tử đấy. Đấy, lão này, gậy này, lão mai này còn có cả quý tử nữa này, hai quý tử liền. Lão khỏe đấy, 16 triệu, đẹp, xanh Nam Điền. Cái này nhìn thực tế nó rất là dễ chịu, nhiều. Và đứng cạnh cương này thì cương bán nó nào được. Hay già lộc đây. Lộc vừng đây. Bao nhiêu anh? 2 triệu. À. Lộc vừng. 2 triệu. Ôi giời. Thế ẩm lắm anh ạ. Đây là một cái lộc vừng nữa đây. 2 triệu. À, 2 triệu. Này mà chợ viềng lấy đâu ra mà bán nhỉ? Đấy. 2 triệu, đông giá. Đấy. Con đang cắt này gì lạ cây ghê nhỉ? Sông quê đây, con này ngoạ long đây. À đấy, ngoạ long ạ.
kinh nha. Thả nước đây. Trên này cái đúng là cây cổ đấy. Chậu đấy, chậu trong của nó đây. Thế thì bao tiền cây này anh? Cây này thì bao? 6 triệu. 6 triệu. À. Rất là êm ái. Đứng cạnh cương này, cương khó bán này. Bán tốt hàng cũng cương đẹp mà. Thế. Đấy. Hai lượt chậu đây. Đấy. Ôi giời, có cả đệm mút đấy. Chơi con này đố ai có tìm được cây thứ hai luôn. Không có anh Quân này. Kể cả rồi, kể cả giống giống này cũng không có. Đó, tính kia tuổi quá lâu được cây. Quá khó. Đẹp quá. Ôi giời ơi. À, xin chào nghệ nhân. Đây, cây xanh quê. Cây xanh quê. Rất là bonsai. Rất bonsai. Chắc nó rơi vào tầm 560 đấy. À, cây này thì bao tiền? Ba mấy phân. Cây này bao tiền vậy anh nhỉ? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Rất bonsai nha. Ui, chỗ kia đông vui thế nhỉ? Viễn lại có đồ hay sao? Lại quay lại với anh Trương một tí. Chào anh em nghệ nhân. Kiểu này lại sắp có vụ nổ lớn rồi. Rành rành đây. Đây rành rành của anh Trương. Chậu đỏ này vào cây cũng rất hay đấy cả nhà. Bầu dục rồi này. Nên cây này thì nó chậu nó hơi rộng một tí nhưng mà cái cỡ chậu này và những cây tầm trung mà mỏng bệ rất hợp. Úi giời, quả đấy càng đấy. Em cũng cây kiểu đây. Anh em lấy lại số của ông anh nhá. Đây là em làm đấy. À đây nhá. Nếu là em làm anh để nước ngay cho nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cắt cái chủ trước anh để nó ngọn ra đây rồi. À, này. Bỏ này. Ừ, đi tay đi đẹp. Để ngọn ra đây. Chợ đang về kìa. Kinh nhỉ. Bây giờ đẹp luôn mà. Kinh nhỉ. Trước con này là con mặt phong. Ừ. Chiều. Anh em về đây, em về có tí việc. Cái này không khéo anh Nam ở trong kia anh lại thích nên đấy kìa. Cái này này, cắt con này đi làm cái bọn đỉnh đây đẹp. Vâng. Cái này cũng có khi lại đúng đồ của anh Nam rồi. Nha. Yeah. Cắt xong lại được cây đẹp đẹp nhỏ nhỏ đấy. Dạ. Ê, Vinh à, cái kế nó cắt thế này không? Bọn em đây rồi. Bẻ cây đẹp hơn, mà nó cắt rồi. Nó cắt gì đấy. Mà nó ngọt, mà nó đường truyền nó đẹp lắm. Này, bố thì ghê rồi, bố này thì khô. Bao nhiêu thế anh? Ừ, con này 45. 45 à? À. Được một cây trên thế nào kiếm được 3 triệu rồi. Ừ. Cứ tưởng mày là gót trăm chứ. Thôi, bán thế thôi giờ. Đẹp thế. Đây, chuyển con này mặt nào cũng đẹp. Đấy. Đây, đây, đây rồi. Thì đã tính này chuyển để cắt này ra mà. Cái này cắt chuyển đây nó lẩy mầm đây thì lấy đây móc đây này. Đấy. Xuống đây thì chắc còn độ mét nhỉ? Không được. Không được. Mấy chục phân đi chứ. À, 90 phân. 2, 4, 6, 80. 80.
80 đang 1 mét mà. Rất xỉ 1 mét. Bay này chỉ được 60 đâu. Vệ bãi ghê chưa? À. Móng ghê. Quá móng già rồi. Bệ này, nóng bánh này. Quá kinh. Mới thả nó vào cái chồng nó cho vào đây để làm rồi. Vâng, đẹp quá. Thế còn cây này bao nhiêu anh? Đây đây đây. Con bên đấy là 32 triệu. 32, con này. 50 nhá, 32. Đấy. Đây nửa trăm ôi giời. Danh là danh danh là bao tiền cây anh nhỉ? Danh danh đấy. Rồi. Con này bán 2,2 triệu thôi. 2,2 triệu. Đẹp quá, đang nảy lộc đẹp. Rất quá rẻ hơn ngày thường được một nửa. Ừ. Ủa, hồng ngọc mai này. Ngọc mai còn lên mai nhỏ. Đấy. 3 triệu. 3 triệu. Lại đổi xe tiếp. Mình thì lại đổi xe đấy. Đổi thế nào đây anh ơi? Đổi để mua trà nó cái khác. Vâng. Hôm trước đổi cái xe lấy cái hồng ngọc mai này cương không đổi. À. Đổi con Jim Super Jim ấy. Điện. Nếu không đổi thì là 30. Không mai đâu, bà bán rồi. Đây này, đây này này. Này. Kinh rồi. Cái này là bao nhiêu anh nhỉ? Đây 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 đây. Này là 12 triệu. 12 triệu. Này bấm ra một cái là đẹp luôn. Đấy. Ok, để cây này là cây đẹp này, đi chơi. Dễ bê, dễ chơi à. Ok.